Xin chào các bạn. Nếu một ngày nào đó mát trời và có một bạn hỏi bạn câu đố này thì bạn sẽ trả lời thế nào? Câu đố như sau. Có 5 thùng mì tôm, có vỏ bên ngoài giống hệt nhau. Trong đó có một thùng kém chất lượng. Nên mỗi gói trong thùng kém chất lượng đó nhẹ hơn khối lượng chuẩn là 5 gram. Tức là gói có khối lượng chuẩn là 65 gram. Và gói kém chất lượng có khối lượng là 60 gram. Ta chỉ có một chiếc cân đồng hồ. Và chỉ với một lần cân duy nhất. Bạn hãy tìm ra thùng mì kém chất lượng nêu trên. Nếu bạn chưa trả lời được câu đố trên thì đây là đáp án cho bạn. Ta đánh dấu các con số từ thùng 1 đến thùng 5. Sau đó lấy số gói mì ra tương ứng với mỗi thùng. Thùng số 1 ta lấy ra 1 gói. Thùng số 2 ta lấy ra 2 gói. Thùng số 3 ta lấy ra 3 gói. Thùng số 4 ta lấy ra 4 gói. Thùng số 5 ta lấy ra 5 gói. Rồi bỏ tất cả lên cân. Theo lý thuyết thì khối lượng tổng cộng sẽ là m lớn bằng 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 và tất cả nhân với m0, trong đó m0 là khối lượng của gói mì chuẩn là 65 gram, vì vậy m lớn sẽ bằng 975 gram. Do gói kém chất lượng nhẹ hơn gói chuẩn là 5 gram, nên khi cân nếu khối lượng tổng cộng là m phải bằng 970 gram thì ta suy ra thùng số 1 kém chất lượng. Nếu khối lượng tổng cộng là m phải bằng 965 gram thì ta suy ra thùng số 2 kém chất lượng. Nếu khối lượng tổng cộng là m phải bằng 960 gram thì ta suy ra thùng số 3 kém chất lượng. Nếu khối lượng tổng cộng là m phải bằng 955 gram thì ta suy ra thùng số 4 kém chất lượng. Nếu khối lượng tổng cộng là m phải bằng 950 gram thì ta suy ra thùng số 5 kém chất lượng. Thế là xong rồi đấy. Bạn có thấy cách giải bài này hay không? Hãy cho mình xem ý kiến của bạn thế nào nhé. Hãy like, bình luận hay chia sẻ để mọi người cùng biết thêm nhé. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình.